Đây là trận đại chiến chưa từng có trong lịch sử, 5 vạn binh sĩ hùng hậu, mạnh mẽ đối đầu hàng triệu quân địch. Sau một tiếng tù và, trận chiến bắt đầu, các binh sĩ đồng loạt xông lên. Ba La vung tay ra hiệu, hàng vạn mũi tên bắn ra. Bắn quân địch ngã xuống như ngả dạ, tan tác không kịp trở tay, trông mặt quốc cự vui như Tết. Bahubali cũng không vừa, anh điềm tĩnh gật đầu một cái. Lập tức một tảng đá to tổ bố bắn về phía quân địch, tưởng sức sát thương sẽ rất mạnh. Kết cục là không trúng một ai cả, nhưng Bahubali không nao núng. Anh lập tức thay đổi kế hoạch, buộc vải đỏ lên quả cầu đá, rồi bắn lại một lần nữa. Được quả cầu đá đưa đi, tấm vải đỏ được nhấc lên không trung, rồi phủ lên đầu của kẻ địch. Một người lính sẽ toạc tấm vải ra, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi lạ kỳ. Nhưng đã quá muộn rồi, Bahubali bắn ra mũi tên lửa đã chuẩn bị sẵn, chiến trường ngay lập tức chìm trong ngọn lửa, đốt cháy hàng vạn quân địch thành tro bụi. Vua Manji tức điên cả tiết. Sau đó, Bahubali tiếp tục dùng phương pháp này, thả những tấm vải rực cháy xuống quân địch. Cho dù là như vậy, hàng vạn quân địch vẫn hung tợn xông lên, tấn công toàn lực vào quân đội của Bahubali. Các binh sĩ đứng sau tấm chắn ra sức xiên, không ngờ chỗ tấm chắn đơn giản vậy mà lại vững chắc như thế. Quân địch lao cả thân thể lên mà nó vẫn vững chãi, nhanh chóng mất một nửa. Lúc này một quân lính chạy thẳng về phía Ba La, hắn lập tức thay đổi ký hiệu tay, ra lệnh cho đội kiếm đứng phía trước, đội cung tên đứng phía sau yểm trợ, còn mình thì cầm cây chùy lớn giáng vào kẻ địch, làm cho quân địch không đỡ nổi. Phía Bahubali cũng rất mạnh mẽ, tay trái rút kiếm, tay phải cầm rìu, một mình lao vào giữa lòng địch mở đường máu. Anh đi đến đâu, người chết đến đó. Võ công của anh khó ai sánh bằng, loại vũ khí nào cũng tinh thông. Để giành được ngai vàng, Ba La dốc toàn lực tấn công, cây chùy xích trong tay anh vung nhẹ như lông hồng, nhưng đánh xuống thì uy lực vô cùng lớn. Phía người chú thì không khả quan như vậy, do kẻ địch quá đông và hung hãn, các tướng sĩ khó mà trụ lâu thêm. Ông đành ra lệnh cho thuộc hạ dương cờ gọi cứu viện. Bahubali đang máu chiến, bỗng phát hiện chuyện bất thường, anh lên tiếng gọi chiến mã đến. Bahubali cưỡi ngựa rõ ngầu, dẫn dắt các tướng sĩ xung phong tiến công, không kẻ nào có thể cản được đường anh đi. Ba La cũng không nhân nhượng, lái cỗ xe có trong chóng che ngắt đầu người, đó là vũ khí hủy diệt trong thời sơ khai, chạy tới đâu mà nhuộm máu tới đó. Thấy quốc cựu đang đứng cười ha ha, vũ khí của Ba La kinh khủng hơn nhiều, không cần phải mất chút sức nào. Ba Hu đành phải tung hết sức xông lên, tóm lấy một tên địch rồi nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm là liền chém điền cuồng. Sức mạnh thế này không được ngai vàng thì phí. Sau đó, Bahubali lại nhảy lên lưng ngựa, dẫn theo binh lĩnh xông đến chỗ vua Manji. Vua Manji là kẻ vô nhân tính, hắn đẩy người dân ra làm lá chắn cho mình. Bahubali nhận ra liền ra lệnh ngừng tấn công. Ba La muốn đoạt ngai vàng, không từ thủ đoạn, không do dự mà phóng xe cắt đầu vào dân thường, những người khác khốn khổ cầu xin. Ba Hu nghĩ ra một cách, lệnh cho quân lính ném dây gắn cầu sắt, sợi dây quấn vào làm họ ngã ra, sau đó đồng loạt bắn tên, hạ gục hết quân địch phía sau, cứu được dân thường thành công. Hoàng hậu thấy vậy nhẹ cả người. Vua Manji tức tối vô cùng, hắn ra lệnh cỗ xe công thành lao lên phá tan hàng chắn của lính. Một tên lính cầm búa khổng lồ giáng xuống, kẻ địch đông như đàn kiến, các tướng sĩ không để đấu lại được, nhanh chóng bị đánh bầm dập tan tác. Bahubali thấy thế, tiên phòng cùng một đội lao thẳng vào giữa đàn kiến lửa, cầm dây gắn cầu sắt quay tít mù, không kẻ nào sống sót được. Thấy Bahubali đang dẫn trước, Ba La có vẻ cực kỳ căng thẳng đi theo sau, cỗ máy giết chóc của hắn lao đi đổ sát. Bahubali móc quả cầu đá dưới đất, quăng quả cầu đập tan hàng phòng thủ của địch. Lúc này vua Manji bị một đội quân bao vây, thấy mình hết đường sống, hắn cầm cây búa nặng ngàn cân và ném, làm cho cỗ xe của Ba La vỡ tan tành. Ba La ngã sấp mặt tức điên lên, nhấc cây chùy siêu bự của mình, vung mạnh hết sức vào con voi thần thánh của vua Manji. Nhưng vẫn bị vua Manji đánh cho lùi bước. Ba La thấy mình khó địch lại, đành quay sang đánh bọn Lâu La. Sau đó, Bahubali lao xuống từ trên cao, đánh gãy búa của vua Manji và đè hắn ra đất. Vua Manji quyết không chịu chết, đấu tay đôi với Bahubali, liền ăn chọn một cú khuỷu tay và cú đá lộn mèo lật hàm. Vua Manji nổi giận ném một xác tay sai vào Bahubali. Ba Hu rất nhanh bị kẻ địch đè xuống, một tiếng nổ rầm trời giúp anh thoát khỏi vòng vây. Anh cầm nắp kim loại đầu sư tử phang tới tấp vào vua Manji, làm cho tên vua Manji hoa mắt chóng mặt, không có sức để chống trả. Rồi Bahubali nhảy một cú thật cao, anh đập cái miệng sư tử vào đầu hắn, kéo hắn đi không biết bao xa và lại vứt ở trên đất. Quân địch thấy thủ lĩnh đã sụp đổ bèn bỏ chạy. Bahubali cầm thanh kiếm định lấy đầu hắn, nào ngờ bị Ba La chạy ra cướp công. Vẻ mặt Ba Hu rất là bất lực, khi mọi người đều đang tưởng rằng Ba La đã thắng, hoàng hậu bất chợt đứng lên. Ba La lấy cơ hội của người khác, và hắn bất chấp hậu quả để có kết quả như ý. Vị vua xứng đáng phải là Bahubali. Quốc cựu đứng ra định phản bối, nhưng không có hiệu. Hoàng hậu chính thức tuyên bố ngày kia sẽ tổ chức lễ lên ngôi cho Bahubali. Ba Hu đã trở thành quốc vương, nhưng anh không vì thế mà tự mãn.
mà ngày nào cũng chăm chỉ luyện võ. Để phòng một ngày kẻ địch mò đến,